Hả Lân? Trời ơi, bà nói chuyện nhỏ nhỏ để con tập trung. Phải công nhận con gan thiệt luôn á Lân. Mấy cái phim này mà bật cái nhạc mình đố cha bà cũng dám coi nữa. Vậy mà con dám coi hay thiệt á Lân. Trời đất ơi, con cũng đang muốn thử thách bản thân mình mà. Thôi, bà nhìn bà hết hồn luôn Lân ơi. Nhìn thấy ghê quá. Gì mà lủng lẳng, nhìn thấy ghê quá vậy Lân. Trời ơi, nhìn thấy ghê quá Lân ơi. Bà ơi, tắt nhìn con đi. Sẵn kêu anh lui vô đây với con luôn. Con muốn chơi Tam Quốc Ba Quy hơn là con phim kinh dị. Sắp tới sinh nhật con rồi, có tính tặng gì cho con không? Có, tặng con cái bánh nè. Bánh này là bánh gì ạ? Ăn được không? Có phải bánh xe đâu mà ăn không được hả mày? Không phải, tại Lu không có thích ăn vặt. Ăn đi rồi mới có quà. Thôi, không ăn đâu. Miếng bánh gì thấy gớm. Nhìn te tua trơn, ai dám ăn. Ráng ăn đi. Không có thích ăn. Ăn đi. Thôi, không ăn, dẹp đi. Tưởng quà cáp về ngờ bánh. Thì đã nói ăn hết miếng bánh này mới có quà. Thôi đừng dụ. Nghe, dụ hả? Bà nói thật. Không tin đâu. Mày làm ba bực rồi nghe luôn. Mày thích cái gì? Quà, tôi chỉ thích vật chất thôi. Tự nhiên đưa cái bánh. Quà phải không? Thích quà gì? Ba tặng cho Lu cái đồng hồ đeo tay đi. Ok, Lu ăn hết cái bánh này đi, ba sẽ mua cho con. Thôi không tin đâu, xạo không à. Ba mà nói xạo với con, ba sẽ làm con lơn, được chưa? Được, nhưng mà bánh này nó hôi quá. Ngon lắm, ăn thử đi. Thôi định nè, ăn vô mất cổng ối. Bây giờ muốn có đồng hồ đẹp không? Muốn, bực bội. Bây giờ muốn có quà thì phải ăn. Ủa, phải ép người ta vậy luôn đó hả? Thôi lấy cái bánh khác đi, bánh này không ăn đâu. Có luôn, đợi chút. Ủa mà Lu tại sao con muốn được tặng cái đồng hồ? Tại Lu hay trễ hẹn với Lân, làm Lân giận mấy ngày nay không có gặp Lu. Lu buồn lắm nên phải cần có cái đồng hồ để canh thời gian cho đúng. Tưởng đâu đơn giản, ai ngờ muốn có được cái đồng hồ đẹp cũng khó khăn quá à. Đây, bộ mới của con nè. Mới cái con khỉ móc, y chang miếng gạch hồi nãy mà mới cái gì. Dù hả? Dẹp đi. Bây giờ mày muốn có đồng hồ đẹp không? Muốn Lân hết giận không? Hả Lu? Muốn. Muốn nhận hết miếng bánh này coi. Trời ơi là trời, không có muốn ăn. Ăn thử đi con. Bực quá. Bây giờ tao hỏi lần cuối mày có ăn hay không? Không ăn tao dẹp luôn á. Dẹp đồng hồ đẹp luôn. Ăn không? Vậy dẹp đi, dẹp hết đi. Không cần đâu. Dẹp. Không cần. Biến đi. Ừ, đỡ. Chắc cũng chỉ quanh quẩn đâu đây thôi chứ làm sao mất được bà nội. Tao không có biết. Nhà này chỉ có mày thôi. Không mày thì là ai? Hả? Mày mà không tìm ra cái đồng hồ của tao là mày biến khỏi nhà này nha luôn. Kìa cha nội, có biết cái gì đâu tự nhiên đổ thừa người ta. Mày nghĩ tao đổ thừa mày thiệt không? Không đổ thừa thiệt. Mày có biết cái đồng hồ tao mua bao nhiêu tiền không? Hình như mấy triệu phải không? Gần 20 triệu của tao ở đó mấy triệu. Trời, mắc dữ vậy. Bộ đồng hồ này nó có đính kim cương hả? Ủa, sao mày biết nó đính kim cương? Ê, thiền quang lần nó ghé chơi, tụi có móc cái đồng hồ ra khoe nó. Lấy lẹ thôi. Đó, mày nói chuyện với con lú cái đít mẹ. Chết cha rồi. Thôi để đi tìm lại cho. Nhớ qua để chỗ này mà ta. Mùi vẫn còn đây nè. Sao nó biến mất tiêu ta? Mày mà không tìm ra được là tao bán mày nghe luôn. Trời, giả mang vậy? Mày biết tao quý cái đồng hồ như thế nào không? À không. Tao quý nó còn hơn mày nữa. Giả mang thiệt. Ủa, ông mua ở đâu vậy? Ở đồng hồ đẹp.org. Có gì không? Không. Không sao hỏi? Thì tính dịp 30 tháng 4 này mua chân lơn đeo cái chơi mà. Ủa mày có tiền mua luôn hả luôn? Trời ơi, sao không có? Ở đâu mà mày có? Thì đồng hồ của ông á, tôi mang đi bán rồi. Trời đất ơi. Nói thiệt mà. Thiệt hả? Ừ. Mày bán được nhiêu vậy luôn? Thì cũng gần 10 triệu. Mày có bị khủng không luôn? Không, khủng thiệt. Vừa qua có người nói tôi khùng. Mới mua cái đồng hồ gần 20 triệu. Xài chưa được mấy ngày mày đem đi bán. Mua đồng hồ khác mày tặng con lớn hả luôn. Trời ơi, phải tranh thủ chứ cha. Dịp lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 này bên đồng hồ đẹp.org họ đang giảm giá đó. Lu à. Hả? Dọn đồ ra ngoài ở đi con. Ờ, đi liền. Lu bị khùng không thích sống chung với mấy người tỉnh đâu. Bye nha. Có ai nhà không? Có ai nhà không? Có ai nhà không? Có ai không vậy? Tao đang kêu em yêu tôi ra. Muốn gặn với tao có phải không? Làm gì? Mày kêu được thì để tao kêu. Có ai nhà không? Nhường mày á. Có ai ở nhà không? Thằng kia mà tránh ra chỗ khác kìa. Có ai ở nhà không? Em tới rồi đây. Mấy anh tìm ai? Em tiếp hết. Là thanh niên, dù có đói thế nào cũng phải giữ bình tĩnh, không được hấp tấp, không được rung, không được hú. Cô có quyền chảy nước dãi, nhưng không được liếc. Liếc là hành vi của kẻ ăn tạp. Thôi được rồi, ăn đi. Ăn cũng phải có duyên chút, nên nhớ phải kiềm nén cảm xúc nghe chưa. Ông im đi, ăn xong dĩa này tôi ăn luôn ông. Sau đây là màn biểu diễn kỷ lục Guinness. Hey. Kỷ lục Guinness hả? Cho mày kỷ lục đi. Cho chùa. Ngày mai anh lên đường rồi, em hứa với anh là nhà phải ngoan, không được đi lông nhông, chơi ngông với mấy thằng mới mọc lông nghe chưa. Ngoan đi, rồi hàng tháng anh gửi tiền đều đều về cho, nhớ dự trữ thêm xương, mùa đông ở Việt Nam nóng lắm. Em biết rồi, em hứa với anh, em mà không ngoan, em làm con chó, anh yên tâm đi. Nhìn theo bóng ơi.
Boy cười cái cho có không khí Tết của con. Cười nè. Trời đất ơi, mày có cần phải cười xấu vậy dữ không Boy? Gì cha? Cười sao để thấy cái răng ơi, đừng thấy nướu. Thì nè. Cái kiểu cười của mày tao nói nó xấu banh nhà lòng. Vừa phải thôi. Cười thấy răng thôi. Thì nè. Đừng có thấy nướu. Muốn thấy răng không thấy nướu, ông kiếm Bắc Kinh lai Nhật đi. Tụi là chó cỏ Việt Nam chứ đâu phải tụi nó đâu mà ông đòi hỏi. Thứ gì đâu. Chị ơi, chị bị sao vậy? Hả? Chị tỉnh dậy đi chị ơi. Chị ơi chị. Tỉnh dậy đi mà. Trời ơi, người lạnh ngắt à. Lạy trời lạy Phật, hãy cứu chị tôi. Chị ơi. Chị dậy đi mà. Dậy đi. Dậy đi chị ơi. Đừng làm em sợ mà. Chị em lại chị mà mở mắt ra nhìn em đi. Chị ơi. Hết cách rồi. Để em chạy đi, gọi xe cấp cứu tới cứu chị nghe, chờ em. Chị ơi, chị bị sao vậy? Hả? Chị tỉnh dậy đi chị ơi. Chị ơi chị. Tỉnh dậy đi mà. Trời ơi, người lạnh ngắt à. Lạy trời lạy Phật, hãy cứu chị tôi. Chị ơi. Chị dậy đi mà. Dậy đi. Dậy đi chị ơi, đừng làm em sợ mà. Chị em lại chị mà mở mắt ra nhìn em đi. Chị ơi, hết cách rồi. Chị nằm ở đây nghe. Em bị tìm chủ khác, đói bụng quá. Ây da. Gì nè, sao hôm nay tự nhiên trời tối hù vậy? Cục gì ta? Kìa. Sao kìa, nhớ bữa đi được mà. Ây da. Đi đâu cũng nhiều trông gai quá vậy nè. Kìa. Ây da. Sao hôm nay trời đất tối sầm vậy nè trời. Vậy biết đi đường nào? Sao trước mắt tôi là một màu đen tối hù vậy nè? Ổ gà, ổ chuột, ổ dâu gì đó quá trời vậy nè. Không lẽ mình già rồi ta? Kìa, dạ, có ai không? Hiếp tôi với, cứu tôi với. Bây giờ biết đi đường nào đây? Nép nép vô đây coi. Coi chừng lọt sông nữa chết luôn. Mất định hướng rồi. Biết đi hướng nào bây giờ đây? Trời ơi, thần linh thổ địa ơi, giúp con với. Vậy không nè, mình mù thiệt rồi hay sao ta? Kỳ á, tại sao trước mắt mình có một cái gì đó dương dương là mình không nhìn thấy được? Biết đi đường nào bây giờ đây? Có ai không giúp tôi với, chỉ đường tôi về đi mà. Tại sao lại chết vào lúc này? Tại sao lại chết vào lúc này? Sống lại đi. Trời ơi, mày muốn giết tao hả? Sống lại. Trời ơi, mày tỉnh về nhìn tao đi laptop ơi. Tỉnh lại đi. Đang nỉ. Umi nước ly bình tĩnh. Giờ làm sao nữa đi ta? Laptop ơi, chắc mày cũng khát hả? Mày uống đi rồi mau tỉnh lại giùm tao. Người yêu đang chờ tao mà. Mày thấy đỡ hơn chưa? Tỉnh dậy được chưa? Trời ơi, tao lại mày, hung mày cái nè. Mau tỉnh dậy đi. Rồi, chơi bứt nút với mày luôn rồi đó. Sống lại đi mà. Laptop ơi, tao năn nỉ. Hay mày thích trà? Nè, trà nè. Đó. Sống lại đi. Trời ơi, có ai không? Hỗ trợ cho tôi trường hợp này với. Mang tới cấp cứu laptop chấm cơm sữa đi ngộ không? Tôi không tin là họ có thể sửa được. Biết đâu trà trà vậy, nó có thể tỉnh lại thì sao? Chắc mày thiếu oxy phải không? Để tao nạp cho. Đây là con cá la hán của Thánh Lồng Tiếng. Cá la hán. Cá này nó cũng chịu giỡn lắm. Đúng rồi. Bây giờ để mình biểu diễn cho mọi người xem chơi nha. Qua đây con. Qua. Qua trái. Qua trái. Trái. Trái hả? Trái. Biết rồi, trái. Gì nữa không? Rồi, xuống. Xuống hả? Xuống con. Xuống. Lên. Trái. Trái. Vui quá. Đi đâu nữa? Rồi, xuống rồi. Xuống. Rồi qua trái. Trái nữa hả? Trái. Trái nữa. Trái. Rồi. Rồi yên. Yên. Qua phải. Ủa, trái phải quậy trong mặt quá. Đều nha. Rồi xuống coi xuống. Xuống. Rồi. Đầu múa. Múa hả? Lộn cái coi. Ê. Giỏi không? Rồi. Tốt lắm. Đây. Ok. Đi thuốc. Chờ nãy giờ á. Cái đi. Kéo. Kê sát vô. Sát vô. Good girl. Rồi. Chị cho em ăn với. Chứ kỳ vậy, xinh rồi mà. Miếng này nha. Giỡn hả? Mất nết. Miếng này đi. Tôi nhịn bà hết nổi rồi nha. Bà mà rớ tới miếng này, đừng có trách tôi tại sao độc ác. Có ngon thì cầm nó lên đi. Bà sẽ có hình xăm ba dấu răng liền. Thử đi. Thách luôn.
Lưu. What? Đập tay cái. Ok. Hửi chân. Hửi ông nội tôi chứ hửi. Vũ hả? Đập tay. Được. Hửi chân. Ông hửi trước đi. Đập tay. Đập. Thì đập. Hửi chân. Cái con cờ. À, ông. Ê, ăn gì ngon vậy? Dầu. Miếng ơi. Miếng đi. Có ăn được không bà xinh? Ê Linh. Ăn được không? Được được. Cái gì ăn được hết. Đưa đây. Ừ, ăn đi. Ăn cho hết nghe con. Thôi, bà ăn mình bà đi. Sao vậy? Sáng nhiều quýnh bài đá đen rồi bây giờ còn gặp chua nữa. Đúng là cái... Mấy bạn ơi, ăn Tết có vui không? Còn tôi, héo queo à. Tiền thì không có, gái thì cũng không, xe cũng không có cái để chạy. Suốt ngày cứ lững tững trong nhà, chỉ biết chạy ra, chạy vô. Hửi này, hửi nọ, gặp cái giống đách gì cũng hửi. Mấy bạn với tôi không? Tôi đang hửi cây bông nè. Cái bông này là bạn ngày Tết của tôi á. Bình thường sao thấy nó thơm, bây giờ giống như tiếng bơm hơi xì. Tôi nói nó nản gì đâu luôn. Chúc các bạn Tết vui vẻ nha. Tôi trùm mền đi ngủ đây. Thánh lòng thiên. Happy New Year Bính Thân 2016. Đơn giản thôi ha. Lâu quá đi anh ơi. Cái này ăn được chưa? Không được hả cái này? Ừ đúng rồi em nữa. Im đi. Có cái việc làm mồi nhậu tôi cũng lâu lắc nữa. Mày hay quá ha. Con ngon thì mày nhảy vô mày làm đi. Ăn chực. Im nha. Còn lá làng nữa. Mày hay quá ha. Mày không ăn chực. Ăn chực thì hằng nào mà không ăn. Quan trọng là ăn ít im nhiều. Ở đây hằng nào mỏ nhọn nhất. Hằng đó ăn chực nhiều. Mỏ mày nhọn á. À, cái mỏ của mày nhọn hơn mỏ tao. Mỏ mày, mỏ mày nhiều. Mỏ tao mỏ mà mỏ mày á. Đồ cái thứ mỏ nhọn vô địch thiên hạ. Ở đó còn lá làng nữa. Vừa nhọn vừa hô xách cái xô đi chạy. Mỏ mày nhọn á. Ừ. Thì mỏ tao nhọn á. Ừ sao? Mỏ mày có nhọn bằng mỏ tao không mà lá lối hả mày? Mỏ tao nhọn hơn mỏ tao. Ừ mỏ mày á. Má. Bánh xà bông ơi vậy đi con. Nhanh lên. Vậy 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 vậy. Bánh xà bông. Để tao ngủ. Bánh xà bông. Bông bông. Vậy đi nhanh lên nè, không tôi trễ bây giờ. Không bánh có vậy. Không muốn vậy. Vậy đi coi bắn pháo bông nè, tới giờ rồi. Hả? Bắn pháo bông hả? Hê, thôi, không đi đâu. Sao vậy? Ở nhà coi TV sướng hơn. Không đi, không đi, không đi, không đi đâu. Ờ vậy thôi nha. Ở nhà đi, kẹt xe dữ lắm, hàm hố. Để đây sẵn, chúng ta sẽ bắt đầu bài học, thể hiện trí khôn coi. Rồi, ông điều khiển đi. Quay ra đằng sau. Ờ, quay đằng sau hả, dễ mà. Ê, đúng không? Đằng sau của mày hả? Ê, vậy quay ngược lại thôi, có gì đâu. Ê, đó, đúng chưa? Rồi quay đằng trước. Trước hả, ê, dễ. Đó, đúng không? Cái mặt của mày đằng trước chứ phải cái đít. Cái mặt hả, dễ nè, đó, đúng chưa? Mày mát hả? Ông mới nói gì hả? Ông phải nói cái đít hay cái mặt trước người ta mới biết. Đi theo mùi. Cái mùi gì? À, ê. Đó, đúng chưa? Theo mùi á. Mày đi theo mùi gì á? Mùi nhỏ không á? Thúi tản thật luôn. Đây vậy thôi, tôi giỏi nha. Đúng rồi. Lại đây. Thôi. Lại đây. Thôi. Kêu lại đây. Ôm cái. Rồi ôm vào hũ cái nha. Mát xa mặt coi. Chuyện nhỏ. Rồi, nằm xuống. Ok. Đó, làm gì được chưa? Kẹp hang lại. Nằm phải banh hang chứ kẹp hang lại sao nằm? Tao dạy mày hay mày dạy tao? Nhập. Ok.